Hello các bạn, bữa nay hai chồng mình đi chơi. Bữa nay mình họp mặt gia đình, cách đây cũng gần một năm hơn rồi. Này lần đầu tiên đi họp mặt gia đình, cũng rất lâu, hơn năm rồi ha. Rồi, ngày tháng 3 tới giờ, bây giờ cũng khoảng năm 3 tháng rồi. Đây là first time đi họp mặt gia đình. Mong là bữa nay uống thiệt nhiều bia, ăn thiệt nhiều đồ ăn. Tí nữa gặp các bạn ở nhà hàng nha. Rồi sắp tới các bạn ơi, còn tí xíu nữa tới. Bữa nay mình đi ăn ở Sài Gòn Kitchen ở Century Mall. Đang chờ đèn xanh đỏ này. Các bạn coi cái em người kế mình đẹp không? Đẹp lão à. Này mới cưới Việt Nam qua. Mà cách đây 25 năm rồi. Không dám cưới Việt Nam luôn nha. Nhưng mà cưới ở Mỹ chứ không phải cưới Việt Nam. Đây sẽ đi mua nằm góc này các bạn. Tới các bạn ơi, đi vòng vô thôi. Đây trước mặt mình là Dynasty các bạn. Đây là Sari Mall. Đây giờ mình đi vô Sari Mall thôi. Đây các bạn ơi, bây giờ nhà mình họp mặt bữa nay. Đây rồi có đầy đủ Hải Linh rồi. Vợ mình Xuyên bích đũa đủ hết. Mình chúc chị Xuyên đồ lấy. Có chị Liên nữa mà. Có không? Có. Hồi nãy xuống lấy tôm á, rồi Xuyên kêu lại luôn. Còn Liên có là trai không? Xuống 3 chục thao đúng không? Quá hả? 2 chục nữa, 3 chục kêu nổi à. Bữa nay mình chơi đất lớp đi tạo ơi. Bữa nay lúc 2 chai này coi. Ừ không, con xuống phao nè. Này 1 năm 3 tháng nữa hoặc là mới tới xuống rồi. Em 7 phao nè xuống. Đúng hả? 7 phao luôn. Ai đây ốm nhiều á. Ai đây cũng xuống mấy thôi. Sao đi vô đi vòng đi không đi ăn đi uống không có ăn gì. Uống ăn đâu. Mà đi bắn thằng thằng xuống dưới cái là rồi đi. Đi không một giờ xuống lật lên Quýnh Hải. Lên lĩnh mạo không? Để nhậu nữa. Mặc không? Lên phao. Lên phao mọi người đẹp mặc thấy đẹp không? Ừ. Ê, biết em giống ai không? Phương Thủy. Trời. Phương Thủy giữa tay. Mập mà giữa tay. Phương Thủy có tay. Em ta là giữa không Hải? Hải nó ốm giữa ông ta vừa mập giữa tay vừa. Tay bự quá. Nhà nhà chồng nó có cái nhà hàng. Chồng nó tuổi luôn. Nó phải làm vừa 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 như nghe đó. Nhưng mà quan trọng là ngon hay không? Đây là Thu Sân Phân nè, chị Liên nè, Xuyên nè, Thu nè. Ở vậy hả? Đeo đi còn chút ăn. Ở vậy hả? Đi 4 buổi rồi còn chờ đâu ai không chết rồi. Chết hết rồi. Mày bốc bạc gì? Mày chưa rồi. Mày không có sáng. Mày chúng rồi cái mà sợ đi lại rồi cái ấy rồi. Em nói ok. Lâu quá rồi. Ông kêu nó lấy ly rồi cho mình nữa đi. Có kêu nữa. Dương cho chị Xuyên khóc coi. Nó đi ra đồ ăn rồi đi. Không đâu, đâu 16 tháng 6. Đây các bạn mấy bả đòi chụp hình chụp thiết gì đó để nè. Bỏ xuống.
mỗi chuyện mình nói hết. Ừ. Ừ. Thấy bà ghê, các bạn đi ăn thôi mà là ghê vậy đó. Thấy chưa? 1, 2, 3 vô nha. Ăn chống mạnh thì chống à. Rồi đổi kiểu đi. Đổi kiểu sao? Ừ, đó. Xong cho anh qua đây đó. Ừ. Rồi chưa? 1, 2. Rồi, nè bài. Các bạn thấy đi ăn mà chụp hình. Em qua cho bà cái chỗ còn đẹp. Này cũng không quả. Đậm dữ trời ơi. Hả? Đậm dữ gì? Đậm đậm đi. Chết rồi. Trời ơi, một cái một nửa cái gì đó hả? Nội nó đậm dữ lắm. Đừng có hủ nước đá ăn nữa. Gì? Đang quay phim mà. Đây đồ ăn hôm nay các bạn ơi. Nổi. Mang cái quen rồi. Nằm người chung hãng em mua ngày mai là ăn được rồi đó. Nhưng mà thôi. Thì nó đem được chấm rồi chị kìa. Ừ, đó, thấy không? Có ông bánh có là bánh lốt mới có. Hai vợ chồng Ấn Độ á. Bác sĩ ở đây mà. Bây giờ ở mảnh dịch cũng thôi chứ mình vui rất là thấy gặp lão bên cái mấy từ mình làm trầu thì cũng vui ha. À, đúng rồi đúng rồi đó anh dùng nó làm cái đi dùng anh dùng muốn nói gì nhiều ba nhiều gọi thứ không được quay mình đã YouTube mình nói đây là bò nó lốt các bạn, đây là mới dài nhưng mà đủ rồi, đủ ăn chung không rồi. Rồi, đó chung với các bạn. Rồi. Rồi. Nó ăn mình đó. Nó đi rồi, tắt nó đi qua nó sớm đó em. Nó Việt Nam gì muốn đổ chứ từ qua nó. Trời không biết. Thằng biết thì tới xứ. Nó đi tặng bỏ ớt rồi bậy vậy hết. Bỏ ớt rồi bậy ra luôn á. Giờ đó giờ khỏe không? Cũng ở nhà đi từng các bạn mà mới có nhiều vật mới đi. Thì quốc mình làm trước năm đi rồi từ giờ dịch dữ lắm rồi. Bây giờ nhà cửa cho nó mặt trên đó cái gì? Quay phim đặng cái này là bằng chứng cho cô Phượng biết. Chứ không quay rồi, bà tôi nói bà đâu có tin. Hết chối rồi không? À gì hết chối. Là cô Phượng thấy gỗ gạt không? Đây là đông người không? Rất đông phải không? Tại phim hả? Đó quay phim phải không? Đây nè có đây mấy cháo đồ đủ cho tôi. Đây luôn hả? Mà, tao không gặp anh này á. Phải không? Phải rồi, quay anh coi. Rồi đây, anh này ở Thành Niên nè. À, lúc trước đó làm nghề đóng đáy nè. Lúc đáy nè. Bây giờ nghỉ đóng đáy rồi. Mà bây giờ nghỉ đóng đáy, bây giờ già dữ lắm. Trước đó là nghề đóng đáy. Đóng đáy. Đồng hồ này 7 rưỡi nè. Nhưng mà nhỏ em gái còn mới à, còn mới mua. 7 rưỡi rồi, nó mất cái số 7 rồi. Thấy bạn Liên bây giờ tóc đen thui không? Anh đen không? Đào ở Tâm... Tà Điên á, đủ... Ông trước cháu tóc trắng tư rồi mà, một năm trời tóc trắng đen lại luôn. Ủa, hỏi Tà Điên về Nông Liên biết Liên là ai không? Hỏi bên Tà Điên về Nông Liên biết Liên là ai không? Đây là lần đầu tiên gặp gỡ cách đây một năm rưỡi. Lần đầu tiên không ngộ. Đi xe qua đây chứ không ai cho thấy đẹp trai đây. Đó, đi chưa.
Tôi với mấy ảnh lên phải nói là hết hàng ghê ha. Không quay bên đó nữa, quay bên đây. Trời, nó đẹp ghê không? Trời ơi. Nói các bạn chứ hai người bên kia sao đẹp bằng mình được phải không? Đó. Nó sao không tức? Trời ơi, trời. Nếu là chắc là chấm nhỏ này. Không, em không chấm. Thì nó quá sữa. Nếu sợ nhỏ này tặng người ta sữa thì cái đó là người ta bắt cái đẹp của mình sẽ. Chị nhỏ nào không chấm để em. Bạn ăn nó có sữa nó cao lắm. Cá đông quá thì có đói. Nhưng mà thật ra nhỏ xíu à. Cái năng lượng nó lên cao lắm. Nhưng mà nó đói thì nó đói. Nó làm cho mình đói thôi. Nhẹ nói. Nhẹ nói. Là chị mai mốt con tử nó nhỏ lời người đó bây giờ thấy trong mình nó gì đó nó nói là trong vòng 6 tháng gì nó nói là tám cái thứ nói hiện giờ còn ở nhiêu bằng bằng long mà ở vậy đó vậy đó diễn viên hả nhưng mà nó cái gì cười cười để làm bằng chất cười để làm bằng chất à vậy đây à chỗ này nè đừng có đưa lên live stream nha có chứ cười làm bằng chất có gì tôi kêu mượn con clip này để tôi có thể anh có thể giữ im lặng những lời nói anh bây giờ có thể làm bằng chứng trước toàn không anh có bị im lặng không cái vụ này con không có lỗi đâu mượn có gì đừng nói con nghe nha lắm lại quá yêu nhau không bao giờ có lỗi bây giờ mấy tháng rồi gì đó hai tháng rồi đó mượn là đã có cái nước lòng biết không nghe đó ông đi không có ngày giờ đúng rồi đi buồn chết luôn không có từng giả ai mấy cái loại có mình tính bây giờ tháng mấy rồi bây giờ tháng mấy rồi hả em tới giờ ông về việc mình nhé mấy loại liếm ở đây hoài quay lại nữa chị nói nè Cali đi về có về đi đâu là cái nhìn mặt đây coi bây giờ để mình hút cho bà Hà rồi coi coi mấy người đẹp tăng đâu hay hút không phát tay rồi cho bà Hà coi thấy coi đó bít cho phát tay rồi coi Hà thấy coi thấy chị Hà thấy không? Nó vợ Hải không? Dạ dạ ơi. Lâu quá không hát nhau. Cái bên vợ em phải không? Năm mấy không có hát nhau. Giống đồ mũi. Giống đồ mũi. Giống đồ mũi. Giống đồ mũi. Dạ. Sướng lạnh chiều đông. Dạ lạnh chiều đông rồi ha. Đúng rồi. Không có nhức đầu sổ mũi gì chứ nó người đó đứng rồi cũng hay mai mốt mình không bỏ mình vẫn xài luôn cũng được em đi làm ngoài mọi người ơi đây cả gia đình mình nè mà năm nay Covid cũng năm mấy rồi đó bây giờ người nào cũng còn survive mà người nào còn đẹp hơn đẹp hơn nữa wow Ủa coi già không có xinh sao? Không già thì là 65 tuổi đó. Mà còn đẹp ghê không? Rồi cái chị kế là 71 tuổi đó. Bà đẹp ghê không? Tôi làm với bà là sướng. Tôi nghe thì không biết đâu. Bà nói. Bà đó, nói là thôi đi ra trên đường đi à, quay em được cái đấy nè thấy chưa thằng này là nó xuống 18 bao rồi đó hello đi đứng lại nghe hết còn đẹp không được bỏ coi được coi không có bụng miệng gì hết rồi 22 tiếng thôi rồi lắc lại coi bụng ngon lái trên đường đó thì khoảng 22 tiếng không mà một năm rưỡi rồi không gặp nhau nhưng mà nay gặp được rồi Mình ra nào cũng kỹ nha. Đây mùa dịch Covid đó đâu có chia tay để lễ mà nói thật là buồn quá đó. Chúc mừng cho vợ với nhà mua cửa rồi. Dạ. Tôi có nói là người bán mấy 300 mà bà già thì nằm ở nhà cũng uống thuốc rồi mà hay cái lọc thả đó. Ba ngày sao biết cho bên đầu gì xong á. Ừ đó là xong xong cái hết. Dạ. 300 mấy là nhưng cái loại này nó giống như cảm cúm thôi. Dạ lắm.
qua trước thăm rồi sau tân gia chúc mừng chào. Mà tôi không biết làm nào. Em biết linh là có nhà muốn làm đi làm về á, đi nào là hút hút. Đây là ông nhớ tôi mới mua vừa thất trạch tuần để muốn vô mình chạy về ra đây ở liền. Ông Trần Dượng ở dám Trần Dượng gần chỗ bà chị tôi lắm à. Cái làm biến nó nhỏ xíu à. Sáng tao đi đâu rồi. Nó như là hình như là ở đây là sáng tao nhà quýt á. Sáng tao vô cửa sáng tao xe à. Nó có một cụm mà. Chết dữ rồi. Thấy không? Thấy là ăn nhậu là tặng cho nó chứ. Ồ, không bằng luôn. Tắm cái gì hay không? Tắm hồ bơi nữa. Anh như nó quá trời nóng, quá trời nóng. Nó giống như vô trong ở đây mình lạnh không? Mình ở giả đi, nó nóng một cái giả mày giả đi. Nó vô hiểu liền à, vô trong ba. Cho mấy ổng nhậu đó thôi, không ăn nữa đâu em. Ăn nữa. Ăn người lấy đi. Xin dạ. Mình sơn sắc đẹp mình coi. Ghê chưa? Mấy chị tôi là các bà này là 67, 63 tuổi rồi đó. Bà đẹp ghê không? Ăn bả 2 năm nữa ăn từ già đó. Không mà tôi giờ là 51 rồi còn đỡ không mà còn gặp ai 51 mà kìa nhá 47 rồi trời trời 46 à Sao đi tới mà qua cái dịch thời gian mới biết đó. Nhỏ hơn tuổi. 47 độ, em 46 nè. 44 nè, 45 rồi. Ủa hồi mới gặp nó 2 mấy năm 30 tuổi ha, giờ lẻ quá ha. Trời. Mới gặp nó 2 mấy năm trước. Thì đó. Thì biết không, con tin á, em gặp nó là nó đá banh với nhau. Nghĩa. 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 Như là mỗi người tạo. Nãy giờ ông không gọi cho Minh đập con bích đó, nói chuyện với ông thử nói chuyện với nhiều lúc có gì mới gần gần à. Chưa có gành nó mệt nhiều đâu, mới qua 3 tháng à. Không, bằng chứng về tắc xịt gì rồi. Có gành đâu. Mấy người